phải có một email, một số điện thoại Việt Nam. Sau đó thì sẽ truy cập vào trang. Điền số điện thoại. Chín bảy tám năm ba bảy ba hai bốn. Bây giờ là lấy một số điện thoại của Canada. Search for return number, chọn ra. Xanh mèo ngay cái tim người chị kiểu anh yêu anh app. Rồi tiếp tục bây giờ sẽ active cho account, verify email và email. Thank you.
Thank you.
Đây là được, ok. Đang.